Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Bây giờ đang là buổi sáng của ngày 30 tháng 8 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc hai cái mẫu sản phẩm nữa là ngai thờ bằng gỗ mita được sơn son thiếp vàng và phần mặt là chúng tôi sơn then. Bề mặt này chúng tôi sơn then, tức là sơn màu đen để làm nổi bật được cái màu sơn của cỗ ngai. Vì phần bệ và phần vách trên là chúng tôi sơn son thiếp vàng thì phần mặt thì sơn then thì rất là hợp và bắt mắt, trông nó trang nghiêm hơn. Nếu như đi bằng đèn đỏ thì trông nó hơi dở hơn. Và đây là cỗ ngai 1,5 thước, có cái kích thước là chiều dài 75, chiều sâu 61 và chiều cao là 1,17 m. Và cỗ ngai 1,2 là dài 60, sâu 50 và cao 87. Cùng với đó là một cỗ bài vị. Đây toàn bộ là hàng đặt của khách hàng. Thì chúng tôi sơn xong, chúng tôi quay lại video và báo cáo với các khách hàng là hàng đã hoàn thiện xong và chuẩn bị bàn giao. Thì chúng tôi sẽ đóng gói gửi xe cho quý khách. Quý khách ở xa không về được thì quý khách hãy bỏ ra từ 5 tới 10 phút để xem cái video này của chúng tôi. Chúng tôi sẽ quay lại rất là chi tiết từng góc cạnh. Ngai thờ này là ngai thờ bằng cột tròn, cột trụ. Bên trên là chúng tôi đục rồng thật, khác với cỗ ngai vách. Ngai vách thì hai bên chúng tôi chạm tứ quý. Và giá thành của ngai vách thì nó cũng đắt hơn cái ngai cột, vì các cái công đoạn làm nó tỉ mỉ hơn. Nói về giá thì ngai cột nó rẻ hơn ngai vách. Và quý vị muốn đặt ngai thờ cho gia tiên, cho bà cô ông Mãnh thì quý vị hãy liên hệ cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Thì chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho quý vị. Của quý vị muốn về xem hàng trực tiếp thì tại địa chỉ Đồ Gỗ Hiền Lanh ở làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi sản xuất rất nhiều ngai thờ bằng gỗ mít cũng như bằng gỗ gụ. Và bên cạnh đó chúng tôi có làm cả bằng gỗ rổi. Vì tùy theo giá thành, quý vị muốn hàng kỹ thì quý vị nên làm bằng gỗ mita, nó đảm bảo an toàn và gắn liền với đồ thờ cúng thì bằng gỗ mita nó vẫn là ưa chuộng nhất hiện nay trên cái thị trường đồ gỗ online. Quý vị hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm các cái đồ thờ cúng bằng gỗ mít, hàng mộc cũng như là hàng sơn chúng tôi sẽ giới thiệu tại địa chỉ kênh Đồ Gỗ Hiền Lành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các cái video tiếp theo.